Hướng dẫn các bạn cài Blacklist lên iPhone nhé. Đầu tiên các bạn hãy cài cái DNS chặn thu hồi chứng chỉ này cho mình nhé. Cái DNS này chặn thu hồi và chặn quảng cáo hoặc không chặn quảng cáo nhé. Tùy theo nhu cầu của các bạn nhé. Cài lên nhé. Thì, tiếp theo là các bạn cần cần cái file cần file bắt lít IPA và cần file chứng chỉ nhé. Thì mọi link link tải mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Mô tả cho các bạn nhé. Tiếp theo nhé, các bạn mở Safari lên. Các bạn vào trang sinh IPA. Trang nào cũng được nhé. Đây, vào trang này ký. Đó. Đây, chọn đến backlit này. Đây, backlit IPA đây. Các bạn tải ở đâu thì nó nằm ở đây nhé. File P12 này là cái file chứng chỉ đấy, nhập vào file Mobi ở đây này, nhập vào password nhé. Password là ở trong cái phần này, password là ở đây nhé. Đây, nó đây nhé. Các bạn mở lên để xem password là gì nhé. Password là async. Rồi các bạn nhấn ký. Thế nó nhấn ký, nó đang đăng ký đây rồi. Đang ký nhé. Rồi nhấn vào đây. Đó, đang cài đặt này. Thì cái backlist này để fix như thu hồi cái này để fix fix cái lỗi không thể xác minh ứng dụng nhé. Rồi. Và nó bảo tin cậy này. Vào cài đặt chung tin cậy. Tin cậy. Rồi. Mở lên đi. Đó, hiện chưa ok nhé. Các bạn nó bảo gì nhé, nó kêu nhấn fix này. Thế là xong rồi. Đó, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài backlist lên iPhone nhé. Có gì không hiểu các bạn hãy để lại bình luận ở dưới cuối video nhé. Cảm ơn các bạn.